thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Nội dung hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tập trung vào 3 nhiệm vụ: công tác chỉ đạo và chuẩn bị xây dựng nội dung các văn kiện đại hội, những điểm mới trong dự thảo văn kiện đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, một số kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tham mưu xây dựng đề án nhân sự cho đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ tới, giới thiệu nội dung ấn phẩm chào mừng đại hội Đà Nẵng thành tựu và khát vọng, định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Tính đến nay, tất cả 16 trên 16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức thành công đại hội, bảo đảm đúng theo tinh thần chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.